Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tây Bảo VinFast quá tệ, nhưng vượng Vin tự đánh giá VinFast trên 9 tầng mây. Câu nói kinh điển của giới làm kinh doanh là bán những gì người ta cần chứ không bán những gì mình có. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng đang đi ngược với triết lý kinh doanh kinh điển này. Điều này có nghĩa là VinFast đang tự sát. Vậy cái người ta cần là gì? Đó là độ bền, là sự an toàn, đó là sự tin cậy, là hậu mãi vậy thì vinfast đáp ứng được những nhu cầu thực sự của khách hàng hay chưa câu hỏi là chưa muốn tạo được thương hiệu thì người ta phải làm sao để tạo ra những tiếng khen từ những khách hàng đã từng sở hữu sản phẩm của mình có những thương hiệu không cần tốn tiền cho quảng cáo mà họ dùng cách chuyển miệng tức là họ để tiếng khen tự lan tỏa tạo thành vị trí vững chắc trong lòng khách hàng thế giới chê vinfast rất thậm tệ hãng tesla của tỷ phú musk được biết đến như một hãng ô tô điện của Mỹ chưa từng tốn đồng tiền nào cho marketing và đến nay mọi việc ở hãng này vẫn rất tốt. Hiện giá trị của Tesla cao hơn những thương hiệu ô tô lâu năm khác như Ford, GM, Fiat, Daimler, vân vân. Cách quảng bá thương hiệu kiểu hữu xạ tự nhiên hương là cách làm ngược với quảng bá thương hiệu bằng cách nổ quá sự thật. Ông Nguyễn Tử Quảng đã từng nổ quá đà với Bphone nhưng sau đó thương hiệu Bphone chim nghỉm. Xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng cho đến nay cũng làm theo cách tương tự ông Quảng. Nhưng ông Vượng cao thủ hơn ông Nguyễn Tử Quảng. Ông Vượng không tự nổ về sản phẩm của mình mà ông thao túng truyền thông, bắt truyền thông phải nổi thay cho ông ta, kể cả các tờ báo nhà nước từ thông tân xã cho đến tờ báo nhân dân của Đảng. Mới đây vào ngày 12 tháng 5, VinFast chính thức thông báo sẽ niêm yết tại Mỹ và định giá doanh nghiệp hơn 23 tỷ đô la. Tuy nhiên, thông tin của VinFast cũng chưa cho biết ngày niêm yết cụ thể chỉ cho biết chung chung rằng giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong năm nay sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông cũng như các điều kiện hoàn tất theo thông lệ. Việc định giá doanh nghiệp cao khi chưa chào bán cổ phiếu thì chỉ là ước lượng, nó chỉ có giá trị tham khảo. Tuy nhiên, việc định giá cao cũng có một cách làm cho các nhà đầu tư tiềm năng chú ý, cho nên không ai định giá thấp doanh nghiệp của mình cả. VinFast tự định giá mình đến 23 tỷ đô la. Và năm ngoái, báo chí trong nước cũng đã dùng bèn về giá trị của VinFast sau khi niêm yết. Lúc đó, VinFast dự tính giá trị kinh doanh nghiệp của họ lên đến, đến 50 tỷ đô la, chứ không phải 23 tỷ đô la như hiện nay. Không biết vì lý do gì VinFast lại tự hạ giá của mình xuống hơn một nửa. Có lẽ do thời gian qua, VinFast đã để lại quá nhiều tai tiếng cho người tiêu dùng. Bằng các vụ cháy nổ xe ô tô điện, mới đây ít nhất bảy trang tin tức của Mỹ vào hôm 12 tháng 5 đã đăng bài cho biết các phóng viên của họ đã lái thử Vinfast 8 VF8 đầu tiên trong việc điều kiện thực tế tại Mỹ và có đánh giá không tích cực cho rằng xe còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục trang Motor Trends giật tít rằng lái Vinfast VF8 lần đầu hãy trả lại người gửi trang EFT thì đăng bài lái lần đầu Vinfast VF8 2023 không chấp nhận được trang Insider thì đăng tin đánh giá lần đầu lái xe VinFast VF8. Ôi dào, đừng mua VinFast VF8 2023. Đây là những đánh giá rất tiêu cực. Chính những đánh giá này sẽ tác động đến quyết định của các nhà đầu tư tiềm năng đối với cổ phiếu của VinFast. Có nên đánh giá, việc định giá công ty sau niêm yết có thể lên đến 23 tỷ đô la là quá cường điệu. Vào thời gian tới, VinFast định giá mình lên 23 tỷ đô la, thấp hơn trước đó 50 tỷ đô la tại mỹ tesla đã dùng chất lượng của xe để khách hàng tự chuyển miệng họ phải rất tự tin về chất lượng mới làm theo cách này còn với chất lượng của vinfast mà dùng cách này thì công ty đã tàn từ lâu chính vì chất lượng không tốt mới cần quảng bá cần nổ cho thật nhiều để lùa khách hàng tuy nhiên trong quảng cáo chỉ cần nổ vừa thôi nếu nổ quá có thể gây phản ứng ngược khi mua một sản phẩm mới mà người ta chưa từng dùng thì thông thường người ta sẽ hiểu từ những đánh giá của người đã từng sử dụng với VinFast, rất nhiều khổ chủ xe này từ trong nước đến nước ngoài phàn nàn Cho nên rất khó để VinFast trụ được trên đất Mỹ, dù nổ đến 9 tầng bay thì vị trí của nó vẫn là mặt đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tây bảo VinFast quá tệ nhưng Vượng tự đánh giá VinFast trên 9 tầng mây. Tại Indonesia, Thủ tướng cho thấy cái cạn nghĩ của đảng. Vụ bắt cóc Loker Thái Văn Đường tại Thái Lan vào ngày 13 tháng 4 vừa qua là lần thứ nhì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngang nhiên sang Thái Lan bắt cóc người. Lần trước là vào năm 2019, ông Tô Lâm cũng cho lính sang tận Thái Lan bắt cóc nhà báo Trường Duy Nhất. Lần này việc bắt cóc Thái Văn Đường đã làm chấn động báo chí quốc tế, báo chí Thái Lan cũng lên tiếng vì vụ bắt cóc này. Một nhà nước tử tế là nhà nước biết tôn trọng luật pháp quốc tế, biết tôn trọng luật pháp nước khác việc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người sống Thái Lan bắt cóc cho thấy chính quyền Cộng sản này vẫn chứng nào thật nấy không biết tôn trọng pháp luật. Bộ mặt thổ phỉ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam phơi bày lên báo Thái Lan. Vào sáng ngày 11 tháng 5, chương trình làm việc của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia, ông Phạm Minh Chính đã phát biểu rằng Asia cần giữ vững lập trường nguyên tắc nêu trong các văn kiện nền tảng, đặc biệt là dương cao ngọn cờ thượng tôn luật pháp quốc tế thực tế chưa có chính quyền nào trong khối asean trừ việt nam mà lại đến các nước khác bắt cóc người hành động đó của đảng cộng sản việt nam không qua mắt được chính quyền của các nước trong khối này việt nam tuy là nước có dựa dân cư đông đúc trong khối asean nhưng lại là nước nhỏ hơn khi đứng cạnh trung quốc muốn có được bạn bè tốt thì trước tiên bản thân anh phải có xứng đáng để người ta kết thân hay không tất cả các quốc gia trên thế giới đặc biệt là cường quốc họ nghiên cứu rất kỹ đối tác nếu đối tác là loại lật lọng, nói trước, nuốt lời sau, thì chắc chắn mối quan hệ không thể tiến xa được. Bộ mặt thổ phỉ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam phơi bày trên mặt báo chí quốc tế. Hiện nay, Mỹ và châu Âu là hai thị trường lớn mà nền kinh tế Việt Nam đang bám vào để mà tồn tại. Nền kinh tế Việt Nam kiếm rất nhiều loại ngoại tệ từ hai thị trường này. Đứng trước sự bất chắc khó lường của Trung Quốc, nếu Việt Nam được hai thị trường này nâng đỡ, thì nền kinh tế của Việt Nam ít bị tổn thương hơn. Ngoài kinh tế, Mỹ và châu Âu cũng là những cường quốc quân sự, đặc biệt là Mỹ. Ngày nay, Mỹ tiến gần đến Việt Nam hơn, nhưng hợp tác chỉ chủ yếu ở quan hệ kinh tế, còn về mặt quân sự vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách lớn đấy là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Việt Nam sợ Trung Quốc. Nguyên nhân thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính quyền không đáng tin cậy, không tôn trọng nhân quyền. Họ nói đó rồi lại lật lọng đó, rất khó để gây dựng cho mối quan hệ bền chặt trong việc đấu tranh pháp lý để bảo vệ lãnh hải của việt nam với trung quốc việt nam cần sự ủng hộ của quốc tế với thái độ nói trước lận động sau như vậy thì sẽ khó có quốc gia nào ủng hộ việt nam cho được và có lẽ đảng cộng sản việt nam hiểu được điều này nên họ không dám đấu tranh pháp lý với trung quốc ở tòa án quốc tế khi bị trung quốc gây hấn tại biển đông chính quyền của đảng cộng sản việt nam hay cho bộ ngoại giao kêu gọi tôn trọng pháp luật quốc tế tuy nhiên chính quyền đảng cộng sản việt nam lại thường xuyên không tôn trọng luật quốc tế thì làm sao thế giới ủng hộ việt nam cho được một chính thể mà ngang nhiên đến lãnh thổ nước khác để bắt cóc người xem như đó là vùng đất vô chủ thì đảng cộng sản việt nam kêu gọi được ai nữa đây vì thế hầu hết những người lần kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế cứ như la hét vào khoảng không vô định chẳng ai nghe và chẳng ai quan tâm cả thổ phỉ việt nam lên giọng đạo lý đạp lên luật pháp của nước Đức, đạp lên luật pháp của Thái Lan để bắt cóc, đấy chỉ là lời lợi ích nhỏ. Bắt người như thế chỉ để thỏa mãn mệnh lệnh của một ai đó, thỏa mãn khả năng trả thù mà lại đập vỡ bộ mặt của chính quyền. Với những hành động như vậy, thế giới đánh giá chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là chính quyền lưu manh. Và quả thật Đảng Cộng sản Việt Nam rất lưu manh. Không những lưu manh mà còn vô liềm sỉ. Khi mà họ mới sang Thái Lan bắt cóc xong, thì lại lập tức lên lớp với các nước trong khối rằng phải tôn trọng luật pháp quốc tế cái mất của Đảng Cộng sản Việt Nam là không có ai ủng hộ trong tranh chấp lãnh thổ đấy mới là cái mất lớn lưu manh với dân thì đảng có lợi lưu manh với các nước khác thì chẳng có lợi tí nào dù làm bạn năm châu bốn bể nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không có bạn nào thân thiết cả quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin tại Indonesia Thủ tướng cho thấy cái cạn nghĩ của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de